Thì thế này, vui mừng chào đón thầy quý vị anh chị và các bạn yêu đài trên toàn quốc đã trở lại kênh. Cũng là phải tầm hơn 1 năm rồi em mới mua được chiếc QTI 1 lần thứ hai. Chiếc này thì về trong tình trạng có hộp và có cả xốp. Về hình thức chiếc đài thì theo anh đánh giá là khoảng tầm 90%. Có những cái vết xước sát nhẹ thời gian nhưng mà không đáng kể. Và em hôm nay em đưa lên kênh để phục vụ cho bác nào quan tâm đến sản phẩm trên. Mã của nó là sát QTI 1. Đài thì màu đỏ toàn thân, đẹp rực rỡ. Đỏ đẹp rực rỡ. Sở hữu hai cửa băng và con này có radio FM full 108, bắt được tất cả các đài Việt Nam. Có một điểm hạn chế là con này không được line in, nhưng thực ra đài bây giờ thì đa phần là các bác mua trưng bày, vì thế nên sản phẩm nó phải đẹp và màu đỏ là màu em ưu tiên mua. Về sản phẩm thì các bác đã từng theo dõi kênh của Thế Giới Đài lâu rồi biết bên em là chuyên mua các sản phẩm cassette tuyển chọn qua hình thức đấu giá hoặc qua eBay. Bác nào lần đầu tiên xem kênh của Giới Đài thì hãy ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhiều video đăng tải. Bên em đăng tải video vào lúc 20 giờ tối tất cả các ngày trong tuần, các sản phẩm đăng tải hoàn toàn không trùng nhau. Vì vậy các bác hãy ghé kênh xem em giới thiệu, thuyết trình, chào bán các sản phẩm đài cassette tuyển chọn. Bác nào thấy phù hợp thì ủng hộ. Và cũng nói luôn, bên em ship code toàn quốc đối với sản phẩm dưới 5 triệu đồng hoàn toàn không phải trả tiền trước, không phải cọc tiền. Sản phẩm bán thì bảo hành 3 tháng sử dụng. Có những sản phẩm bảo hành dài hơn là những sản phẩm mắc tiền. Đấy, đây là hình thức của chiếc đài. Và sau đây thì em sẽ mời các bác thẩm âm luôn. Các bác vừa được em giới thiệu cũng như là quay hình thức. Và bây giờ em sẽ mời các bác thẩm âm luôn nhá. Bằng đây. Trông lên. Lòng anh nhớ người xưa. Ngày nào ai đưa qua con phố mưa chẳng tiện đường, chiều đi trên phố kỷ niệm từng cơn mưa rơi vào tim, gọi tên anh thấy buồn thêm, còn bao giờ nhớ về. Rằng mượn tôi
trong chiều dương. Trong khuôn khổ video có giới hạn thì em xin test mỗi một cửa băng một ít thôi ạ, để không đăng tải video quá dài. Và bây giờ em sẽ chuyển sang test ở cửa băng số 2. Rồi là các bác đã thử âm phần cửa băng số 1 và bây giờ em sẽ chuyển sang cửa băng số 2 test cho các bác cùng nghe nhé, băng này ạ. Phần radio thì cái phím đây là phím chức năng. Các bác muốn nghe radio thì gạt về phía trước này.
ca cho bộ đội đấy. À, hát dân ca cho bộ đội rất là ý nghĩa. À, thưa quý vị, là trong mấy chục năm qua thì khi quý vị nghe dân ca xứ Nghệ, Tân Nghệ thích ấy, thì quý vị nghe là nghệ sĩ ưu tú Lệ Thanh. Trước này thì các bác có thể nghe được rất nhiều đài của Việt Nam vì FM Phú Bình là 8. Và xin kết thúc video test và giới thiệu chiếc đài tại đây. Giá công khai sản phẩm trên có mức giá là 4.500.000 đồng, chưa bao gồm phí vận chuyển. Bên em ship hàng toàn quốc. Bác nào ở xa thì có thể là nhận hàng qua bưu điện, còn bác nào ở gần thì có thể đến tận nơi để xem và mua hàng. Đài thì bán sẽ tặng kèm các bác một cuốn băng, một cái dây lai in kết nối để các bác có thể kết nối để nghe nhạc. Và ngoài ra thì tặng các bác một cái nguồn ngoài, nguồn chuyển đổi từ 220 ra 110. Đấy. Bác nào quan tâm đến sản phẩm trên thì nhấc điện thoại gọi ngay cho thế giới đài. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Hẹn gặp lại toàn thể các bác ở các video tiếp theo.